Hello, chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục nhảy khu Pochinki. Nãy là mình thấy cũng khá đông, chắc cũng phải 4-5 team gì đó. Có súng rồi, có tiếng chân ở gần luôn. Ôi trời ơi, team bạn đã có Uzi rồi, đây rồi. Sao lại đáp muộn thế? Vừa đáp xuống là chết luôn rồi, chắc trừ điểm nhiều lắm đây. Đây, Uzi đây rồi. Có giáp luôn. Ui, có M4 luôn, ngon. Ui, có một người gần lắm. Gần lắm luôn. Cầm lên nè. Công lên như thế là chết là phải rồi. Đây nữa nè, đồng đội đây phải không, qua cứu bồ chứ không gì hết, nhưng mà gạt mất rồi. Đấu cây BB chính đi, tiếng súng xung quanh rất là nhiều luôn, chắc là khá đông. M4, ồ, những nghe tiếng tiếng M24 hả ta? Đây đó. Chạy mất tiêu luôn. X4 rồi. Mình cầm qua bên ông hồi nãy luôn. Chắc ăn một hai viên gì rồi, yếu rồi, cũng yếu rồi. Chắc vô cái nhà Doraemon rồi. Anh đây quan sát hả? À, có ông đang nằm. Trời ơi, vô đây nằm làm chi vậy bạn ơi? Rồi, nghe tiếng chân luôn. Bên nhà Doraemon đối diện. Công qua luôn. Bên kia nãy giờ bắn gắt thế. Ồ, ở gần có người luôn nè. Đây rồi. Kê ai vậy không biết. Vẫn đang lọc cọc ở trên tầng. Rồi, cầm cái DB đi. DB cho đam nó mạnh. Gần vẫn có người đồng thế. U gì đây, quân sờ móc chi vậy trời, ngồi trong khói à, thảm vuông đó làm gì không biết. Về sau công ha. Đây rồi, thanh niên này hồi nãy chắc ăn hai viên của mình yếu lắm rồi, không có máu. Ô, có phần lê gân luôn. Rất gần. Có cây hai thục, thục hai thục. Nhà đối diện luôn. Mình cắn phun nước cái mình công qua luôn. Đang chạy lóc cọc ở dưới tầng. Có một ông chạy qua nữa. Là hai ông. Chắc là một team rồi, chung team rồi. Một ông tầng dưới này, một ông lên trên rồi. Đây phải không, lên trên coi sao đã. Bên này à, đây rồi. Ui trời ơi, cầm sọt găng luôn à, căng quái. Qua gần cỡ này mà ăn một viên sọt găng thì cái lên hương thôi chứ. Rồi xuống dưới tầng thôi. Còn một ông ở dưới tầng dưới nữa. Sao nó im ru rồi không biết. Chắc chắn là trong này rồi. Biết ngay mà ngồi ke đồ. Ke đồ. Sau khi update thì nghe. Sorry anh em. Sau khi update thì nghe cái tiếng
Cái tiếng súng của M4 nghe nó rất là dị. Phải nói là nó dị cực kỳ luôn. Thôi, bây giờ qua khu bên này coi sao. Nãy giờ nghe cái tiếng bắn bên này rất là gắt. Phải là hai ba team bên này rồi. Ôi, có tiếng chân gần luôn. Rồi, nhà xanh trước mặt rồi. Đâu ta? Đấy, bên nhất. À đây rồi, nhấp vô nè. Ui trời ơi, mũ một à. Sao tới khi mình qua lại im ru hết rồi ta? Hay là chết hết rồi à? Vậy là bị một team đã clear tất cả đều clear, chắc còn lại được một team, khả năng là vậy. Đâu rồi ha? Còn ai không? Lên tiếng coi nào. À, là mình nước cái đá rồi tính. Rồi ta. À đây rồi. Đây rồi. Đây. Ngồi mà kè. Còn đồng đội đâu? Đội đâu rồi bạn ơi? Đó, có tiếng chân. Có tiếng chân đồng đội đang tới, gặp luôn. Trời ơi, thanh niên nghèo quái. Vừa nghe có tiếng chân bên này mà. Đây rồi, bên trái mình rồi. À đây. Đây cũng có luôn hai thanh niên. Thanh niên này làm gì đây? Ô, một ông bọc phải à? Chết tôi rồi, tôi bị kẹp rồi. Ông này bọc qua bên đây rồi nè. Mình ngồi đây là mình bị bắn sắp mặt luôn. Đây rồi, đây rồi. Ui dùi ui. Cầm cây thông sơn à. Mà ông công qua. Công qua cứu đồng đội à. À đây. Nấp, 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 nấp làm gì? Ồ, hình như cái nhà trước mặt có người luôn. Biết ngay mà, thấy thập thò đó mà. Ui, ló đầu rồi, ăn hai viên DB. Có M24 nè. Cái M24 này thấy đam nó hơi bé. Nhiều lúc cũng thích là thích bắn K98 hơn M24. Qua là gạt luôn cái ông này rồi. Biết là còn đồng đội bên này không nữa. Ui, mới cái bo này còn có 24 người à. Chết nhanh thế. Nó bao nhiêu nhảy vô Bochiki này hết rồi. Ui nghèo thế. Bao nhiêu nhảy vô Bochiki này tự sát hết rồi còn đâu. Hình như là mới có bo một chứ mới hẹn. Rồi đi thôi. Kiếm thính thôi. Có thính luôn. Thính bắn luôn. Có thính đó. Thính đỏ luôn. Vậy là trong khu nhà này có một team. Giờ làm sao đây? Thính này bị lút rồi. Có người đi lấy thính luôn nè. Trời ơi. Còn có một mình mà cũng ham đi thính nè. Lút mất tiêu rồi. Ồ, bắn hen còn được mũ 3. Bây giờ mình dạo vô khu nhà trước mặt coi sao. Lấy con Pepsi này đi đi. À, thấy rồi nè, cửa sổ dầm ra nè, ngó mình nè. Ngó nè.
không không trúng viên nào. Ui đau thế, ui xe sắp nổ rồi. Pha tông này sao thấy ảo dữ ta. Ồ thanh niên nhảy xuống dưới rồi. Ở ngoài. Ồ có bắn nhau luôn à, cho mình góp vui với nào. Từ từ. À đây. Để nhót cũng chết. Đây rồi. Chạy đi đâu? Thế là clear. Ui anh này có ốp luôn. Vậy là ông này vừa nhảy xuống dưới nè. Ông này hồi nãy bắn thính ở đây nè. Ốp chưa bắn được viên nào đã hẹo rồi. Chia buồn nhé. Coi xác ông này có gì không. Ôi ôi X6 đồ. Nó phải easy như thế. Combo M4 X6 với ốp X8 thì chắc không top 1 cũng khó. Silent nữa nè. Mà đi lấy con xe. Cái con xe xe trộm chó để mình đi nè. À, hình như có người. À đây rồi. Lom khom. Ảo thế. Ui có xe tới luôn. Chết tôi rồi. Ui. Chạy mất tiêu rồi, xe sắp nổ rồi. Thôi. Mình lại khu nhà này đi. Giết cái thanh niên này trước. Rồi qua bên kia kiếm cái tên kia. Đâu rồi, nấp đâu rồi bạn ơi. Nấp đâu rồi. Chạy vô khu nhà đất luôn rồi. Mấy xe combo thôi. Thì mấy con xe máy này thấy cực thiệt. Trong này chứ đâu. Chạy vô đây rồi đâu rồi. Đừng nói núp ngay cái bụi này nha. Hello. Hello bạn ơi. Nó im ru rồi ta. Im ru rồi ta. Chắc ngồi ca rồi. Ui ui gì vậy. Bắn SKS à. Ui sao lúc nào cũng long khom thế, buồn dễ sợ. SKS có VSS không, bắn SKS. Thôi đi thôi, kiếm thanh niên hồi nãy mà kiếm hoài không ra luôn, biết chạy đâu rồi biết. Bo lại sắp thu rồi. Nghe có tiếng xe. À có xe trước mặt đây. Bubsy à. Bubsy. Lên luôn lên luôn. Ôi chết tôi rồi, pha này chết tôi rồi. Ôi chết tôi rồi. Ôi anh ơi. Ôi vãi chút xíu nữa còn đúng một viên. Khổ. Đau thế. Vô đây bơm máu cái đã. Pha nhào lộn thật là ngu người. Cắn phun nước luôn đi. Cái ống tiêm này nó chiếm ba lô nhiều quá trời luôn. À, lướt qua cái xác cái rồi đi. Rồi đi, đi kiếm thính, kiếm cái giáp coi. Bắn nát giáp nè. Kiếm cái giáp để chiến đấu với bò cuối chứ mấy ông này bây giờ bò cuối toàn là giáp 3, mũ 3 các thứ các kiểu rồi. Nhiều lúc trụ không nổi. À có xe đi lấy thính nè. Thính thì vừa rơi luôn. Một ông. Sao một ông mấy ta. Giờ sao đây. Công luôn chứ sao giờ. Đâu rồi, đâu rồi. À đây rồi.
chết luôn. Còn một mình mà cũng ham thính nữa. Giờ mình lại mình loot cái thính cái mình vô khu nhà mình cam. Bao cuối này thì khả năng sẽ có nhiều ông đi loot thính nữa. Thôi cũng hên. Cũng hên là thính này vẫn còn giáp 3. Bao cuối này chắc cũng nhiều ông ham thính rồi ra loot. Ra loot thì chỉ có con đường chết mà thôi. Cái nhà này, nhà này nãy giờ cũng có bắn nhau ở đây à. Không thấy ai hết ta. Ồ, thấy rồi nè. Đây rồi. Định đi lấy thính à. Đây rồi, đứng ke ai đây? Ke ai đây? Ke ai đây? Nằm đó không chạy xuống luôn, xuống lấy con búp gì mà đi kìa. Đứng đó chi cho bị bắn không biết. Bo còn khá nhỏ. Bo này mà thu rồi thì đứng ngoài bo sẽ bơm máu không kịp. Nó quanh à. Y mắng thế, bo cuối mà y mắng thế. À đây, bên kia xăng. Bên kia xăng. Khí độc. Khí độc ca vậy? Ca vậy khí độc. Ca vậy khí độc. Rồi bò mất tiêu luôn. Uổng thế. Ôi có tim độc rồi giết người kìa. Bò cuối này mà gặp tim độc khửa là không biết có sống sót nổi không đây. Chắc nó cứu rồi. Chắc tim bên cây xăng này cứu rồi. Cây xăng này vẫn đang trong bo. Giờ có nên công qua hôm nay. Chắc mình phải công qua bên cây xăng thôi anh em ơi. Chứ quần đi quần lại này thấy chán lắm. Mình là mình thích combat kìa. Thôi quyết định ra công thôi. Ủa? Ủa? Gì đây? Gì đây? Ồ có xe luôn. Ông này ông đi hướng đó xuống mà sao lúc nãy mình không thấy ta? Có con xe luôn. Vô cái nhà trời trước mặt rồi. Đây nè, lắp ló nè. Lắp ló nè. Đây nè, gạt luôn nè. Tầm này là phải gạt luôn chứ không để cứu nữa. Rồi, quan khó làm chi ta? Còn gì nữa đâu mà con khói. Cũng hay là có cái nhà nó bắt cóc chứ không. Mình bị team bên cây xăng bắn lại ra không rồi. À đây nè. Ló nè. Ló rồi. Ló nè. Ló nè. Nóc cái bò vô trong luôn à. Nóc trong khói khó bắn quá. Công luôn. Giờ sao? Công luôn chứ sao? Ui giờ này mà xe còn hết xăng nữa. Khổ. Vậy là còn một team bên kia xăng. 8 người. Team bên kia xăng. Bên đây còn hai hay ba người đây. Rồi trong nhà luôn nè. Úi trời ơi. Tàu khửa à. Tàu khửa là phải giết ngay. Tàu khửa là phải giết ngay.
Ồ, team bên kia sang chạy bo rồi nè. Hai viên, ăn hai viên rồi. Ồ, đang chạy luôn. Đây rồi, chạy đi đâu? Và đó mà không nghe đầu rồi. Mù mắt. Rồi, đã mất tiêu luôn. Chạy đi đâu? Rồi núp luôn rồi. Công luôn thôi. Cầm ốp thì mình nên đứng từ xa mình tỉa, nhưng mà mình là mình thích cong luôn nó mới gây cấn. Hình như thanh niên đồ khỉ nằm rồi gì á, đây đang chạy này. Xa quá, mù mắt. Thanh niên đồ khỉ này nằm đâu đâu đây rồi nè. Sao mới đây còn có bốn người ta, còn hai người ở đâu? Đó rồi, ngay cái trụ đó là ở ngoài bo rồi này, ngó này, ngó này, ngó này. Ui giờ cái lá khổ thế, trừ pha đó không bị khuất là mình bắn được rồi. Kỳ gì ta, chỗ này cũng hơi đẹp. Đó, đó ngó rồi, đang ngó nữa nè. Rồi đầu ra đây coi. Ngó nữa. Thế nào vậy? Kỳ vậy ta? Rồi bo thu rồi. Rồi chạy bo nè. Chạy bo chỉ có con đường chết mà thôi. Gạt luôn. Tầm này là phải gạt luôn chứ không để. Rồi ông kia núp đâu rồi không biết. Con đồ khỉ này nguy hiểm lắm. Con lấy con xe thôi, rồi chắc. Lấy con xe đi lượn mà kiếm, bây giờ còn hai người nữa. Chắc khả năng là hai team. Hai người này khác team chứ không giống đâu, không không chung team đâu. À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Okay. Đã. Hello, Dũng. Đầm cười đồ, đầm để chi vậy ta? Có cái nhà vệ sinh đây mà không chui vô cho tôi quăng lựu đạn vô, nằm đó cho tôi tông chết chi vậy? Còn một thằng cuối cùng, lấy xe dạo một vòng coi, biết là núp cả đâu rồi. Kỹ thế, bo này trống thế này mà. À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Pha này phải cẩn thận chứ không là mất cái top 1. Đã mất tiêu rồi, lại nằm nữa à? What, mới đó mà nằm nữa à? Căng người ta. Hay là nấp nghe không thính. Giờ chỉ có hai là một một là nấp nghe không thính, hai là nấp ngay cái gốc cây đó thôi, chứ cũng khá gần mà nghe không thính. Nó ngoài bo rồi, quăng cái bo cái sao, có bao nhiêu bo mình quăng hết luôn. Nãy giờ mình quên bắn Flagon luôn anh em ơi. Bây giờ nhìn thấy Flagon mới nhớ. Thì cực khổ. À đây rồi, bò nè. Bò nè. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đây rồi, mai bò nè. Vâng, và cảm ơn anh em đã xem clip của mình nhé. Nếu anh em thấy hay thì hãy cho mình xin một cái subscribe nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.